Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Mình với Tào Lao, chào với Đào, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên đây. Đây là kèo cuối ngày, rất hay, rất hấp dẫn. Đi chương trình đóng kính làm là Hoàng Di Cọp và Sòi và Vinh Xe Tải. Còn bên kia là thầy giáo Dương, còn gọi là Dương Châu và Sơn China. Chấp một điểm bên đây. Đây là kèo cuối ngày, lại là thầy giáo Dương. Quá hay cho Hoàng Di. 3-0. Lip rồ chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồ mỏi, bay gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Số điện thoại và Zalo của Lâm trên mô tả tiêu đề của các video clip để Lâm đều có nha các bạn. Các bạn nào ủng hộ clip rồi hãy nhấn vào đó xem số điện thoại của Lâm để nói. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 3-0. Bóng tốt. 1-3. 1-3 chạm ngay dây. Một ba. Một pha chạm nóc lưới gì rồi, một pha phòng thủ chạm nóc lưới của thầy giáo Dương. 4-1 buôn mui. Đây là kèo cuối ngày gom sổ. Quá hay cho thầy giáo Dương, một pha phòng thủ tốt. Vinh Xe Tải và Hoàng Di đã lấy lại tự tin rồi. Năm một. Quá hay. Một pha cảm giác quá hay vậy là của thầy giáo Dương. 2-5. Lại là cái chân của thầy giáo Dương. Lại là cú quen thuộc của thầy giáo Dương nữa rồi. 6-2. Bóng tốt. 3-6. Ba. Và quá tự tin. Giá đầu hết đầu quá khó.
Vẫn còn. Quay cho thầy giáo Dương. Lại là một pha dừng nhảy quá hay rồi của thầy giáo Dương. Quá hay. Bóng ra ngoài. Năm bảy. Quá hay chùa Hoàng Duy. Một pha thiếu cảm giác của thầy giáo Dương vừa rồi. 8 năm đổi sân. 8 năm. Một pha chiến thuật bất bại vừa rồi của Hoàng Duy và Vinh xe tải. Nhưng cảm giác lên lưới rồi quá hay cho Dương Châu. 6, 8. Quá khó cho sân chơi này. 9, 6. Lại là Hoàng Duy. Quá tự tin pha bóng vừa rồi và thiếu cảm giác. 7-9. Một pha tự sát tại nắm lát của Hoàng Duy. Cộp gò xoài. Bắt sâu đi, bắt nhỏ. 7-9. Quá hay.
lại là thầy giáo Dương. Thầy nói một pha mổ bóng gì rồi, đáng tiếc pha bóng gì rồi cho thầy giáo Dương. Mời bái. Lại là Vinh làm khó cho Hoàng Duy. Bỏ cái đường ổ đi. Tám ơi. Bóng tốt. 11-8. Đáng tiếc cho thầy giáo Dương, pha một bóng quá mạnh đi ra ngoài rất xa. 12-8. Pha trẻ dừa quá khó cho Sanchina và thầy giáo Dương phong bóng vừa rồi của Hoàng Duy. 13-8. Lại là một pha chiến thuật bọc lót của Hoàng Duy bất thành trước pha bóng đi rồi của Dương. 9-13. Quá hay. Đáng tiếc cho Di Hoàng Di phá bóng vừa rồi. Một pha trượt đầu sở trường của Hoàng Di, thiếu cảm giác, bóng ra ngoài quá xa. 10-13. Lại là một pha chạy giữa quá hay của Hoàng Duy. 14-10. Lại là một cú chạy giữa quá hay. Quá hay cho Dương. 11-14. Một pha cảm giác quan sát quá tuyệt vời của thầy giáo Dương vừa rồi. 11-14.
tiếp tục 11, 14, 15 điểm tới. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Quá hay, Hoàng Duy cũng và kết thúc quá hay. 15-11, xin chúc mừng Hoàng Duy và Vinh xe tải kèo cuối ngày gom sổ